Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lỳ TV. Ây da, mới vô mà bị cho banh lăn rồi. Cu Lỳ sướng quá, hôm nay được free ngày mở vòng mới đó, vòng tuyết nè, hay quá, vòng trượt tuyết. Có tuyết rơi nữa. Ồ, rất hay nha các bạn, mà rất là khó. Nó thấy chưa, rất nguy hiểm. Còn đá không, có mưa đá nữa. Vòng tuyết. Trời ơi, của Hank nè. Siêu chó Hank nè. Hết rồi, mới đây hết vòng tuyết rồi. Không sao, lát mình vô lại, có gì đâu. Dễ mà. Chạy thôi. Ôi, máy bay xịn luôn, máy bay mới, bay xịn. Đã quá à. Nó cho Cu Lỳ chơi thử á. Mà Cu Lỳ chưa có mở được cái vòng này. Cố lên thôi. Đây là trò chơi Talking Tom Run. Các bạn nhớ không? Chơi là hả lắm, Cu Lỳ thích chơi trò này lắm. Cu Lỳ không bao giờ xóa trò này trong khỏi điện thoại Cu Lỳ hết. Cu Lỳ để chơi hoài luôn. Chạy rất là vui. Bữa nào mà Cu Lỳ buồn Lì lẽ ra Cu Lỳ chơi. Rất là vui. Người như chó chú mèo dễ thương lắm. Cẩn thận nào. Các bạn nhớ hết tên của các nhân vật ở đây không? Cu Lỳ chỉ nhớ một vài nhân vật thôi. Tom nè, Angela nè, Hank, chú chó Hank, rồi chú mèo Single và chú chó Ben. Nó Cu Lỳ mở được nhiêu đó à. Còn những nhân vật kia Cu Lỳ chưa mở được. Cu Lỳ sắp mở được thêm một nhân vật mới đó. Nhưng mà còn khó lắm, còn phải đủ kim cương nữa mới mở được. Còn chỉ thiếu kim cương thôi. Vàng thì dễ kiếm rồi, kim cương khó kiếm lắm. Trời thôi, ý có chân, xém tí nữa bị tông rồi. Talking Tom Run Run Run. Ôi, vậy nhanh chưa? Aha. Ôi da, trời ơi, không kịp luôn, máy lắc quá, máy chậm quá à. Tiếp tục. Được 232 điểm. Wow, đã chưa? Đây nè, cái vòng này nè, vòng của Tom Snow Ride đó. Vòng của Tom. Tuyết người tuyết. Vòng tuyết rơi. Tom Snow Ride, Cu Lỳ đang ở nhà Ben. Nhà chú chó Ben. Bây giờ tiếp tục free day một ngày để chơi được vòng của Tom Rider Snow đó, Snow Rider. Tom Snow Rider mà chạy là chạy của chú chó Hank. Đẹp của chú chó đem kiến đồ giữ cho mặc áo đẹp ghê thiệt. Đẹp quá trời quá đất luôn. Rất đã. Tiến lên. Trời ơi, có mấy cục người tuyết lăn ghê thiệt. Đã quá à. Vòng này đẹp ghê luôn. Lượm được cái pháo nè. Được một cái pháo. Cái pháo chúng ta dùng để mở hộp. Ôi, vòng này nặng quá. Chạy cứ lắc lắc đó, lượm được cái nón bảo hiểm. Cái nón bảo hiểm cũng cute nữa. Cute, hoặc là cute đúng không các bạn? Đã ghê. Đã quá. Thôi quay vòng của Ben. Quay vòng của chú chó Ben. Ui da, mất cái nón bảo hiểm. Nhảy lên. Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lỳ TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Nhảy lên, lụm 500, được 500 rồi, nó có hiểm. Oh yeah. Yeah yeah, vòng snow nè, qua vòng snow, vòng tuyết rơi. Ui, lụm được cái hộp, một box nữa. Nhảy lên. Đã quá, đi thôi, đã quá. Woo. Vòng tuyết rơi. Ôi da, mất cái nón bảo hiểm của tôi rồi. Nhảy nè. Tiến lên. 500 có 500 chạy sướng quá. Qua bãi biển luôn, nhà của Angela. Qua khu vực của Angela sinh sống. Không biết có Angela đây không? Angela ơi, where are you now? Where are you? Đâu rồi? Angela ơi, ra đây chơi với lại Hank nè. Nhân 2 vàng. Được 500, ôi sướng thiệt. Thêm một box nữa, một cái hộp. Full luôn, đủ 4 cái luôn. Nhảy lên. Hết 500. Bắt đầu càng chạy nhanh rồi. Ui da, em bị đụng rồi, hên quá. Chóng mặt luôn rồi. Ui, chóng mặt luôn. Vòng tiết rơi. Ôi da, trời ơi. Bất ngờ, cái xe này bất ngờ quá. Chơi lại, hên quá, được free. Nên là chơi lại. Vàng. Ui da, nữa rồi, sao cứ bị lừa hoài. Cái xe này không có kèo lên được. Cái xe có mũi xanh xanh mới kèo lên được. Cô này bị lừa rồi. Được 313 điểm. 313.000 điểm. Cố lên. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Vòng tiết đẹp quá à. Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lỳ TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất nha. Được 1 chiếc pháo rồi. Tiến lên, go 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 go. Ôi da, bị đụng cái xe con rồi. Tiến lên. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lỳ TV để là người nhận được những video đồ chơi video game mới nhất nha. Wow, qua nhà của chú chó. Chú chó nào các bạn biết không? Nhà của ai đây? Nhà của Hank đúng không? Qua nhà của Tom rồi. Đợi một bóc nữa nào. Ây da, thua luôn rồi. Và các bạn ơi,